Sáng 29 Tết, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã dẫn đầu đoàn công tác Bộ Công Thương trực tiếp kiểm tra thực tế tình hình thương mại biên giới và cung ứng hàng hóa dịp Tết Nguyên đán tại tỉnh Lạng Sơn nhằm theo dõi sát diễn biến thị trường một trong những tỉnh biên giới trọng điểm. Đây là một trong chuỗi hoạt động tiếp tục chương trình kiểm tra công tác quản lý thị trường và cung ứng hàng hóa trong đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Canh Tí 2020 của Bộ Công Thương. Tại Lạng Sơn, Bộ trưởng cùng lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đi thị sát, kiểm tra tình hình thị trường tại chợ Đông Kinh, Lạng Sơn và cửa khẩu Hữu Nghị. Khảo sát thực tế tại cửa khẩu Hữu Nghị, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhận định Lạng Sơn là một trong những tỉnh biên giới có địa hình phức tạp, dễ xảy ra các vi phạm về vận chuyển, buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, vật liệu nổ, pháo hoa, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Do đó, Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia cũng như Bộ Công Thương thời gian qua đã có những chỉ đạo sát sao nhằm phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, trong đó có tỉnh Lạng Sơn. Song song với việc kiểm tra, kiểm soát thị trường, thì vấn đề xuất nhập khẩu cũng được Bộ trưởng đặc biệt quan tâm. Trong đó đề cập tới việc tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh Lạng Sơn năm 2019 giảm so với những năm trước, chỉ đạt 4.750 triệu đô la Mỹ, bằng 91% kế hoạch, trong đó xuất khẩu giảm 14% so với năm 2018. Việc kim ngạch xuất nhập khẩu giảm một phần là từ đầu năm 2019, Trung Quốc tiếp tục có những thay đổi về chính sách và thực thi chính sách về thương mại biên giới. Theo đó đã tăng cường quản lý chất lượng hàng nhập khẩu, siết chặt khâu thực thi các quy định về quản lý tiêu chuẩn chất lượng, kiểm nghiệm, kiểm dịch, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, đăng ký doanh nghiệp xuất nhập khẩu, kiểm tra vùng trồng, nhà máy đóng gói, thắt chặt hàng xuất khẩu tiểu ngạch biên giới, quản lý chặt các mặt hàng chưa có trong danh mục được phép xuất khẩu vào Trung Quốc. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, chúng ta cần tăng cường xuất khẩu theo con đường chính ngạch thay vì tiểu ngạch. Đối với các yêu cầu về nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc, chúng ta phải chấp nhận luật chơi chung. Khi đã xuất khẩu hàng hóa thì cần phải đáp ứng các điều kiện tiêu chí của nước bạn. Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cùng đoàn công tác Bộ Công Thương tiếp tục có mặt tại Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia A0, Hà Nội để thăm hỏi và động viên các cán bộ, nhân viên, người lao động ngành điện lực tiếp tục nỗ lực đảm bảo cung cấp điện cho sản xuất và sinh hoạt trong dịp Tết Canh Tí cũng như cả năm 2020. Tại đây, theo báo cáo của Trung tâm, nhu cầu tiêu thụ điện trong dịp Tết Nguyên đán sẽ giảm thấp so với ngày bình thường. Cụ thể, sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc trong các ngày Tết dự kiến chỉ bằng khoảng 55-60% ngày bình thường. Đặc biệt, công suất phụ tải lớn nhất của hệ thống cũng giảm thấp, chỉ bằng khoảng 40% so với công suất lớn nhất của ngày bình thường. Đầu năm 2020 có điểm khác biệt so với cùng kỳ các năm trước là tỷ trọng của các nguồn năng lượng tái tạo trong hệ thống. Với đặc thù tự nhiên, các nguồn điện mặt trời sẽ phát công suất cao nhất trong khung giờ từ 10 đến 13 giờ hàng ngày. Đây là khung giờ có nhu cầu tiêu thụ điện không cao. Tỷ trọng của nguồn điện mặt trời chiếm khoảng 27% công suất hệ thống. Đây là tỷ trọng rất cao, khẳng định vai trò của năng lượng tái tạo trong hệ thống điện. Tuy nhiên cũng cần sẵn sàng các giải pháp để hạn chế những tiềm ẩn nguy cơ trong công tác vận hành và ổn định hệ thống. Tại trạm 110 kV công viên Thống Nhất thuộc Tổng công ty Điện lực Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương biểu dương ngành điện thủ đô đã tích cực hiện đại hóa lưới điện. Đây là trạm 110 kV sử dụng công nghệ cách điện khí GIS cho cả thiết bị 110 kV và thiết bị đóng cắt 22 kV. Có tính ổn định cao, an toàn cao, được ứng dụng nhiều công nghệ tự động hóa và thao tác từ xa. Đặc biệt, mặt bằng trạm có diện tích ít hơn nhiều so với trạm truyền thống, có kiến trúc hài hòa, phù hợp với điều kiện chật hẹp trong thành phố cũng như môi trường cảnh quan của khu vực công viên Thống Nhất. Việc đưa vào vận hành đúng tiến độ trước Tết Nguyên đán Canh Tí, trạm đã tăng cường đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải trung tâm thành phố như quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, giảm tải cho các trạm 110 kV lân cận. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã biểu dương khen ngợi sự cố gắng nỗ lực vượt bậc của lãnh đạo và cán bộ công nhân viên lao động ngành điện thủ đô.